Thưa các bạn, thì Việt Nam vừa đoạt chức vô địch SEA Games. Thì mình ở Củ Chi chạy ra thử coi có bão táp gì ở đây không. Thưa các bạn, thì Việt Nam vừa đoạt chức vô địch SEA Games. Thì mình ở Củ Chi chạy ra thử coi có bão táp gì ở đây không, nhưng mà hiện giờ là gần tới khu trung tâm Củ Chi rồi vẫn chưa thấy bão táp gì. Đó, cũng có vài người này nọ, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Anh em bây giờ cũng kéo ra đường nhiều lắm. Đó, để làm cái đoạn clip nhỏ gửi cho các bạn. Thì cái địa điểm trung tâm mà thường thường mọi người tụ tập ở Củ Chi là như là cái đợt vô địch AFF Cup lần rồi là ở ngã tư Củ Chi. Thì hiện giờ mình đang chạy lại ngã tư Củ Chi. Đó, anh em bên đường bây giờ cũng chạy cũng về hướng thành phố Hồ Chí Minh, không biết là có phải đi Sài Gòn hay không thì không rõ, nhưng mà anh này cũng có cờ đây. Đó, mình đi sâu sâu vô tí nữa coi. Trời đói là cũng khá đông á, chắc mọi người cũng đang kéo ra đường rồi các bạn. Chứ bây giờ là cũng mấy giờ là 9:30 tối rồi, thường thường 9:30 tối Củ Chi rồi chạy đường không có ai hết á. Đó, anh em đi bão cũng nhiều. À, giờ mình kéo lại khu vực ngã tư Củ Chi đây. Đây là ngã tư Củ Chi. Gia đình này cũng đang cầm cờ đi bão. Xe cấp cứu này cũng đi bão luôn. Tự nhiên có chiếc xe tải bị hư ngay chỗ này. Ghê, yeah, nó ghê. Đây lý do là anh hình như là bị kẹt xe, kẹt đường trên đó rồi hay sao á, nên mọi người phải dè lại hết. Đó, đúng rồi, mọi người đang bảo trên đó nè, công an đang chặn đường này để mình lạng qua coi. Không biết công an có cho chạy hay không. Dè lại làm gì, đi luôn. Đó, mọi người đang bảo ở ngã tư Củ Chi. Xe thì giờ còn xăng nhiều mà, không lo, chạy luôn. GoPro gần hết pin rồi nha các bạn, còn có 11% à. Dữ không? Ở Củ Chi cũng máu lửa lắm chứ bộ, chứ đâu phải thua kém gì Sài Gòn. Đó, mấy bạn đặt xe tờ, winner gì chạy dữ lắm. Đó. Đúng là đó là các bạn, mình đứng hơi xa rồi bây giờ nhiều lúc không thấy được. Để mình lại gần là mình quay lại cho các bạn thấy. Còn là xe trái 62, 65 Gen Zin nẹt bô quá trời các bạn. Ở đây Racing Boy sau này ra đường nhiều dữ vậy. Chắc mình ngừng xe mình xuống luôn rồi, chứ kiểu này chắc đi không được rồi. Vừa qua được khu vực ngã tư Củ Chi rồi các bạn. Ở đây cũng có một chiếc xe cũng hấp dẫn nè. Cảnh sát đã chặn cái khu vực ngã tư Củ Chi rồi, bây giờ mình không có đi sâu vô bên trong được cho các bạn coi. Bây giờ thì mình bận việc khác rồi, phải đi, không có quay tiếp được nữa nha các bạn. Hai bên đường mọi người đứng ăn mừng cũng nhiều đó các bạn, người ta cũng không có đi lấy xe mà người ta đứng hai bên đường thôi. Hồi nãy thấy cũng nhiều gia đình đứng ra đường, một phần là để coi đoàn xe, hai là cũng để ăn mừng. Thì mình chuẩn bị quẹo vô cái khu, cũng là cái khu vui chơi thứ hai của Củ Chi, chắc cũng có nhiều cái thứ vui trong đây, quẹo vô thử coi làm sao. Dòng người nơm nơm đổ về trung tâm Củ Chi nè các bạn. Bây giờ mà chạy xuống Sài Gòn thì chắc cũng hơi xa, nên mọi người quyết định là
tập trung về trung tâm Củ Chi. Đó, và có thể nghe âm thanh rất nhiều dạng âm thanh khác nhau của rất nhiều đạo cụ khác nhau. Ở đây gọi là ngã tư, ngã ba Việt Kiều, cũng là ngã ba ăn chơi khá lớn của Củ Chi. Mấy bạn racing boy giờ kéo ra đường nhiều lắm. Ở trong đây có vẻ im ắng, chắc mọi người không có thích ăn mừng ở trong khu này. Đêm nay có thể là đêm thức khuya thôi chứ không phải là đêm không ngủ của Củ Chi. Chắc khuya chừng tiếng đồng hồ nữa chắc mọi người cũng mệt rồi. Bây giờ là thời điểm mà mấy anh mà racing boy á, rất là năng động, đem xe ra vợt nhiều lắm, từ nãy giờ thấy nẹt vô liên tục. Tính ra cái thị trường racing boy ở Củ Chi cũng lớn ha. Đó, hy vọng garage CCM Fast ra cũng phục vụ được phần nào. Giờ mình rước hai con chó này đi bão đây. Rồi, chạy lên đi bảo này mày. Mau ra sao nè. Đó. Lên. Nhảy lên, mày yếu ớt quá vậy. Nha. Giờ đi bảo nha. Nè mày. Mau mau. Đi bảo không? Bây giờ mình về nhà thôi. Đi vòng vậy thôi các bạn. Rước hai con quỷ này về, không biết các bạn có thấy không? Mu với Mai rước hai nó về nhà. Thì khi đi về thì mình sẽ đi ngang qua khu vực Tâm Bảo thử coi lại coi như thế nào nữa. Đó, mấy anh này chuẩn bị xe âm thanh lớn này nọ, bồ lớn nữa. Đây mình đang hướng về trung tâm Củ Chi là khu vực bão mạnh nhất. Mọi người ngồi ngoài đường cũng khá nhiều. Nhà nhà người ta kéo ra đường người ta ăn mừng. Có rất là nhiều loại xe khác nhau được trưng dụng để đi bão các bạn, từ xe lôi, xe lam, xe ba gác, xe bò cũng có, thậm chí hồi nãy còn thấy xe tang nữa. Công an đứng bảo vệ ủy ban nhân dân, không biết đứng bảo vệ ủy ban nhân dân làm gì đâu, ai rảnh đâu vô ủy ban nhân dân chi. Bốc đầu nè, trời ơi. Racing boy giờ nhiều lắm. Các bạn, thị trường lớn lắm. Thị trường Củ Chi racing boy nhiều lắm các bạn. Mình bắt đầu vô Tâm Bảo rồi đó. Mọi người nhậu ở trên lề đường luôn các bạn. Vui lắm. Từ trẻ em tới người lớn tới người già đều ra ăn mừng cả. Bây giờ là cũng
cần một tiếng đồng hồ sau trận chung kết rồi, nhưng mà mọi người vẫn tụ tập rất là đông. Các bạn ơi, mình còn khoảng 200m tới ngã tư Củ Chi, khu vực Tâm Bảo thì đang nằm ở đó. Cả mọi loại phương tiện các bạn, cái nào chạy được là người ta sẽ sắp đi bão hết. Đó, mọi người đứng bên dọc đường. Đây là một phương tiện lạ nữa đây. Đó, chiếc xe ba bánh này cũng dữ à. Đi bão luôn các bạn, công an cũng đi tham gia chung với đoàn xe mình. Khu vực này người ta đứng rất là đông, người đứng bên đường rất là đông. Tội nghiệp bác tải, bác tài xế xe tải số 61 này đã kẹt ở Tâm Bảo. Chiếc xe rất là đông dân bão. Bên đây đường cũng rất là đông các bạn. Rất là đông người đứng hai bên đường để cùng nhà dân á, nhà dân ta đã ở đây người ta ra ta chung vui với đoàn. Rồi đây là cơ hội để mấy anh Racing Boy biểu diễn đây. Chiều bên này bây giờ có vẻ đông hơn rồi, chiều bên kia không biết lý do gì mà hơi chững lại. Dòng người đổ về rất là nhiều các bạn. Xin bò dữ quá. Trước có một cái đoàn xe khá là lớn, còn rất nhiều người đứng trên nóc, không biết biểu diễn hình tượng gì đây. Hai chú thọ cảnh
trung tâm của trung tâm mà nằm ở đây. Emo cũng đi bão rồi các bạn. Emo đi bão không? Emo cũng ăn mừng chứ hả? Kiểm tra liên ngành cũng đi bảo luôn. Khu vực vòng xoay rồi, ngã tư Củ Chi rồi, chắc cũng bớt bớt dần rồi các bạn. Khu vực ngã tư Củ Chi hay còn gọi là nhà truyền thống Củ Chi. Đây là nhà truyền thống Củ Chi nằm bên tay phải mình đây. Khu vực này gọi là khu vực đông nhất. Đúng là một đêm không ngủ huyện Củ Chi các bạn cũng có thể là thức khuya thôi chứ đến không đến nỗi không ngủ đâu. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ ba, thứ tư mọi người vẫn đi làm bình thường nên chắc cô không có chơi sôi nổi gì nhiều. Nếu giả sử hôm nay là thứ bảy đi thì chắc mọi người sẽ chơi tới sáng luôn. Vòng xoay rồi, tượng đài chiến thắng đây, mọi người tụ tập ở đây khá đông, mấy anh dân quân tự vệ và cũng như công an an ninh trật tự cũng đứng ở đây để phân luồng chạy. Thì ở đây bây giờ cũng bớt kẹt xe rồi các bạn, mọi người cũng tách đi ra khỏi khu vực này rồi, di chuyển những khu vực khác rồi. Rồi thôi mình bắt đầu hướng về nhà, như vậy là đủ rồi. Mình hướng về nhà coi như là hết. Coi như là hết nha các bạn. Mai. Đi.
đi bão đã không con? Mai đi bão đã không? Hồi này có Mù với Mai đi bão rồi các bạn. Thôi coi như cũng hết, mình tiến hành chạy về nhà. Thôi ngày hôm nay cũng ngày khá là vui, đội tuyển Việt Nam vô địch cũng làm cái vlog nhỏ nhỏ gửi đến các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.